đang dọn dẹp nhà cửa ha quý cô chú anh chị ha. À, cũng dọn luôn một số đồ của em ve cho nó gọn gàng lại để chuẩn bị trong cái dịp Tết này đón một cái sinh dịp Giáp Thìn ha quý cô chú anh chị ha. Hoa có về quê ăn Tết không Hoa? Ở đây mà, em quê đây mà. Ủa đây mấy vạt của ông Que đó anh Kho. Dạ. Đây mấy vạt của ông Que hả? Ờ, đâu phải đâu. Không phải hả? Tụi anh ngồi đó bụi sao? Không sao đâu. Không sao, không sao. Sao nữa nào em quét. À, anh cứ quét đi miễn sao em quay em được rồi. Ủa mà anh Khoa gốc ở đâu ta? Ở Sài Gòn mình mà ở cái quận mấy vậy? Cái Gò Vấp này. À Gò Vấp hả? Nhà em cũng ở gần đó luôn á. Cái anh hôm nay có được ngày Tết rồi hả? Ờ, cái được ngày Tết rồi cả nhà. Cái anh biết tin. Khi nào nghỉ ăn Tết anh Kho? Hả? Khi nào nghỉ ăn Tết? Ờ, bán hết tuần này năm năm là nghỉ á. Hai năm rồi, hai ba rồi đó. Vậy là chủ nhật đúng không? Chủ nhật là nghỉ Tết rồi. Đúng rồi. Chủ nhật đó nhà bao nhiêu qua phụ. Ờ, cái quạt này giống quạt của quay quá. Mà không phải rồi. Nước không? Đúng rồi, vậy nữa. Vậy mà tưởng đâu là Tết rồi à, Tết rồi à, lấy đồ quê bắt đầu đem dọn dẹp sạch sẽ để ăn Tết anh. Vậy mà hồi nãy cứ ngỡ là dọn dẹp đồ của quê con để ăn Tết không. Bây giờ anh Hoa là anh ra anh dọn dẹp xịt nước rồi rửa quạt đồ chuẩn bị cho ngày 25 là nghỉ Tết. Là trang hoàng nhà cửa là đang Tết nha quý cô chú anh chị. Đó. Ủa vậy là 25 này mình nghỉ luôn hả anh Khoa, không buôn bán gì nữa hả? Như cô chú nói là như là nghỉ hơi sớm á. Tại vì tuần sau thứ bảy mới là Tết mà. Em vất vả lắm. Chạy đi giao, sửa bánh tét cho mấy cô chú chưa có giao nữa. À, ý là mình chỉ chốt đơn thôi đúng không? Có nghĩa là mình chốt ngày 25 nhưng mà mấy ngày sau mình vẫn phải giao những đơn hàng còn sót lại cho khách. Giao cho nên mình hốt cho mấy cô chú nha. Bây giờ thì chịu bùm bùm là bán bánh tét anh là cháy hàng luôn á. Tôi nói rằng là khán giả ủng hộ rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ là hết nhận đơn hàng bánh tét rồi. Tại vì bây đúng giờ rồi, đúng rồi. Hết nhận đơn hàng bánh tét rồi. Không có còn để đủ người để làm nữa. Đơn hàng bánh tét đã bị cháy rồi. Cho nên là không có đủ người để làm. Để làm sao giao cho mấy anh chị nữa. Dạ. Đó, xe bảo vệ em cũng đến nhận hàng nữa đó, cô chú. Tết đến rồi thì nói chung là đi bộ điện đến nhận rất là nhiều hàng anh. Đúng rồi. Ngày nào cũng đến nha, ngày 2-3 xe. Dạ. Có bữa thì em thấy là hai chiếc xe lớn luôn anh, xe bộ điện mà xe lớn. Hôm nay là một nãy một có đi một chiếc xe lớn rồi, bây giờ thêm một chiếc xe nhỏ tới nữa nè. Đó. Thì anh Khoa cũng đang dọn dẹp đồ đạc rồi các cái cái quạt của quay không có chứ. Đem về dọn rửa cho sạch sẽ, tại vì dù sao nữa cũng treo thì cũng phải để trang hoàng cho ngày Tết cho sạch sẽ nhà cửa đó quý cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà cái này là không phải quạt của quay này, quạt của bên chỗ Trường Long rồi cả nhà. Vừa rồi là em cứ nghĩ rằng là nắm cái quạt của quay ra liền luôn anh. Ờ, cũng đang nghĩ vậy không á chứ, nhưng mà cuối cùng phải thiệt tình. Mà đồ đạc của quay sao mà Tết nhất rồi cứ để đó thì sao mà chỗ đâu mà trang hoàng nhà cửa làm ăn buôn bán được. Tại vì hôm nay cũng là 23 tháng chạp rồi bạn. Dạ. Đó, xe bưu điện cũng ấy hàng nhiều đó, quá. Đó anh thấy không? Cái tủ lạnh của ông Què á mà hiện tại bây giờ là nó cũng làm mà vướng anh. Vướng cái chỗ mà không bó được hàng luôn á. Đó chân chất bận rất là nhiều. Dạ cho nên là hàng phải bỏ nhà trên đó anh. Đúng rồi. Đó thì nếu như mà không có cái tủ lạnh của em que đó là cái mớ hàng đó là sẽ chất ở bên này. Đúng rồi. Đó, cho thuận tiện cho đi vô đi ra, tại vì bên kia là bàn thờ của bác Năm nữa. Cứ để trước cái bàn thờ bác Năm hoài mệt mỏi lắm, sống đã mệt mỏi với lại bên chỗ que rồi mà mất đi là còn không có được thoải mái nữa, đúng không? Mà bây giờ thực sự là không thoải mái là do cái tủ lạnh. Nó chiếm cái diện tích quá nhiều và những cái đồ đạc của que hiện tại bây giờ ở nhà của chị Hồng Loan làm ăn buôn bán là hàng hóa nó đem về để vận chuyển để dự trữ đó, đóng gói đóng hàng không có chỗ ngồi luôn. Em thấy rằng là cái tủ lạnh của ông Que nó to lắm anh, nó bự lắm á, cho nên là nó chiếm cái không gian cũng rất là nhiều. Tủ lạnh cao và tủ lạnh hình như là 100 mấy chục lít á, tủ lạnh bự mà. Nhưng mà anh cái tủ lạnh nó này nó hôi quá bạn, quá hôi.
thì anh cứ nghĩ đi, cái đồ mà đi chợ lâu quá rồi bỏ trong tủ lạnh thì nó phải là mà thôi bắt mùi thôi chứ, với lại là cúp điện rút điện á anh thì thôi chứ. Mà bây giờ không có biết khi nào mà em quay qua dọn đồ, có thiệt tình luôn á, quá trời quá đất rồi chị Hồng Loan. Thực sự bây giờ là cũng là rất là nhức đầu, nhức mình về cái vấn đề đồ đạc. Tại vì thí dụ như á, trong năm á thì không nói, nhưng cái này á là cuối năm rồi, chị Hồng Loan bạn cũng thấy là chị Hồng Loan là làm ăn buôn bán rất là chặt hàng liên tục đó. Xe bưu điện lấy hàng đi là một chút nữa xe giao hàng sẽ tới giao cho chị Hồng Loan rồi, chỗ đâu mà để. Mà bây giờ cái tủ lạnh này là cần là phải giải quyết. Và hồi nãy giờ mình cũng nghĩ là anh Khoa anh bưng cái quạt con ve gạch dục luôn á, tại vì nó quá dơ rồi. Nhưng mà nhìn kỹ lại là không phải quạt con ve, quạt của bên nhà, thấy không? Dạ thì cũng anh Khoa cũng nói là ngày 25 á, quý cô chú anh chị là cũng ngưng nhận đơn đó, chỉ có bán tại shop thôi chứ không có nhận đơn nữa. Tại vì sao? Quá tải rồi quý cô chú anh chị, làm không kịp, sợ trong năm á không có giao hết cho quý cô chú anh chị mình qua năm thì sẽ cả nhà không nhận được ha. Đó, xe bưu điện bây giờ là cũng đã nhận xong một số đơn hàng rồi quý cô chú anh chị. Sáng thì một xe lớn, chiều thì một xe nhỏ ha. À, cái một... Ken thì cũng rất là giỏi luôn đó. Đúng rồi, bé Ken là khi mà rảnh rỗi á, không có đi học á, là ở nhà phụ mẹ lao bàn thờ cho ông ngoại đồ đó. Có bạn coi lại những cái clip trước của những anh em ta là thấy bé Ken rất là giỏi. Và con trai lớn của Dòng Lon thì khá là đẹp trai đúng không, giống như hình như là bác Năm luôn. Đó. Thì chị Hồng Loan cũng được nhiều quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mình yêu quý, mới được như cái ngày hôm nay là do cái phước báo của cố nghệ sĩ để lại cho con gái của mình. Đây là một cái tình mà thiêng liêng nhất mà người cha đã dành hết cho con trong cái quãng đời mà cố nghệ sĩ xây dựng đó. Bây giờ là em ước gì mà cái đống đồ con que ở bên ban công ra là được dọn đi là ngon à. Tại vì sao em biết không, cái đó hiện tại bây giờ là chuột rất là nhiều luôn á. Con nào con thấy bự bự không á, bữa tôi thấy chạy xuống quá trời quá đất, chuột mà coi như là không còn lông luôn đó, bị trụi lông luôn. Mà sao tôi thấy cái con gấu này tôi tình nghi nó lắm nha bạn nha, mà sao không bao giờ nó rớt hết trơn. Bắt Năm hiển linh rồi cho nó rớt xuống cho mấy anh em tôi con phanh phui hết, báo cho chị Hồng Loan một cái đi Bắt Năm. Thiệt luôn á, tôi nghi nghi con gấu này lắm nè, con gấu này nè. Đó. Nó chọi cái đầu ở ngoài bạn thấy không, nó chọi cái ngoài ơi. Tôi gần rớt rồi mà chưa thấy nó rớt được. Thì ngày hôm nay mấy anh em của tụi em ở đây chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị mình ha. Tưởng là anh Hoa ảnh dọn ba cái đồ của ve con đem đi bỏ chứ, nhưng mà không phải đó, cứ nghĩ về không à. Thì cả nhà ơi, bây giờ cũng là 23 tháng chạp rồi, cũng năm Mão cũng chuẩn bị bước qua, thì năm Thìn cũng sẽ tới ha quý cô chú anh chị. Đó, trong những cái đầu drama này, những anh em của tụi em cũng đã đi theo chị Hồng Loan trong suốt cái drama cho tới cuối thời điểm này. Cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Quang Vlog và Hà Vinh Vlog một cái kênh, một cái đăng ký nha, để tụi em có động lực chia sẻ tiếp cho quý cô chú anh chị mình. Chỉ còn một chặng đường nhỏ đó thôi quý cô chú anh chị, là chị Hồng Loan sẽ toàn thắng giành lại những cái gì mà của con xỉu Tú Vũ Linh để lại cho con gái của mình đó. Thì cũng mong quý cô chú anh chị mình hãy vững tin và theo bước những anh em của tụi em để đăng ký ủng hộ cho những anh em của tụi em có động lực truyền tải tới cho cả nhà mình nhé. Video của tụi em tới đây là kết thúc. Bye bye cả nhà.